Phần thứ nhất, chúng ta sẽ cùng ôn tập về so sánh. Chúng ta sẽ ôn tập qua các bài tập sau. Trước hết, bài thứ nhất. Bài thứ nhất yêu cầu các con tìm hình ảnh so sánh trong câu thơ. Như vậy, con phải nhận diện được hình ảnh so sánh. Chúng ta sẽ cùng đến với câu thơ. Đây là một bài thơ của tác giả Phạm Đức. Các con nghe cô đọc nhé. Lá thông như thể chùm kim, reo lên trong gió 1.000 âm thanh. Lá lúa là lưỡi kiếm cong, vây quanh bảo vệ một bông lúa vàng. Lá chuối là những con tàu, bồng bềnh chở nặng một màu gió trăng. Đoạn thơ của tác giả sử dụng rất nhiều hình ảnh so sánh. Những hình ảnh này tạo nên sự thú vị trong cách diễn đạt và chúng ta thấy rất dễ hình dung so với sự vật mà tác giả nói đến. Chúng mình cùng bắt đầu tìm hình ảnh so sánh trong câu thơ nhé. Trước hết, ta có thể dễ dàng nhận ra sự vật được tác giả so sánh đầu tiên đó là lá thông. Và tác giả đã dùng từ để so sánh là từ như thể và dùng hình ảnh so sánh chùm kim. Đây chính là sự vật để so sánh và là sự vật thứ hai. Vậy tác giả đã lựa chọn đặc điểm giống nhau giữa hình ảnh của lá thông nhọn với hình ảnh của chiếc kim để miêu tả. Chỉ có điều lúc này khi miêu tả tạo nên những âm thanh và âm thanh trong tiếng gió này để miêu tả đến 1.000 âm thanh như là sự va đập của những cái lá nhỏ bé như thế này thôi. Và cách mà tác giả sử dụng đã tạo nên một hình ảnh so sánh phong phú.